Đây là máy bóp tay mà Mai Thế Dân gửi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong đêm hôm qua và sáng nay thấy tại các bạn ở ngoài Hà Nội. Dân muốn thử sức tải xem là với lúc bóp tay của Mai là được bao nhiêu kg. Mình sẽ dùng cái máy này của Dân. Rồi xin mời Mai, Mai hỗ trợ giúp anh. Ok, đây nhá, đây là máy Thế Dân. Nhờ anh nhiều ship đặt ra đây để máy riêu Mai thử được tay của Tài. Máy riêu nhá, nhưng máy không riêu thì cứ bắt đền là Thế Dân thôi nhá. Ok, Tài bóp mạnh vào. Bóp mạnh vào em. Đi, của bóp như em lúc em nâng cái xe. Bóp không được gối này. Bóp mạnh vào, mạnh vào. Mạnh vào ấy. Mạnh vào. 2, 1, bắt đầu. Đến cơ. Bóp. Đúng không? Ôi, nhanh lên. Ôi, thôi rồi em. Ôi, sáu mấy? 60 cân luôn. Nhưng mà thế là kinh rồi đấy. Thế là kinh rồi đấy. Nhưng mà bóp lại nhá, bóp lại nhá. Bóp lại xem nào. Anh em thấy không? Trong hộp bóp tay ấy, anh em chỉ tầm 5 cân đủ đạn luôn rồi. 60 cân là cũng khỏe trong hộp bóp tay đấy. Mạnh lên, mạnh lên. Ôi! 60, rơi. Tay này yếu không? Tay này 55 cân. 55 cân. Đấy, tay trái. Ok. Thì theo mình nghĩ là cái lực nắm của bàn tay này của anh em còn hay rất là khỏe.